Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiền Văn Gia Lai nha. Thì trước anh em ai thiền đang có hai con máy cắt cỏ Kawasaki Tejinin 3 phiên bản cần cứng ha, và cần thì năng lắp là cần Moto Yamaha Pro bắt chú thu. Cần tốt nha anh em. Giá của nó là 6.350.000 đồng. Anh em được miễn phí vận chuyển nè. Tặng anh em một chai nhớt Echo, một ổ cước cải tiến nha, một lọc gió nỉ và bốn lọc gió mút nha anh em. Nỉ thì nỉ rin nhưng mà mút là mút lô nha anh em. Bởi vì mút rin thì kiếm không có hàng anh em, nhưng mà mút lô này dùng cũng ok. Anh em phát một bình xăng nên thay một cái cũng thoải mái rồi. Và hai con máy này thì chốt cho hai anh khách ở sát nhà nhau anh em ha. Và hai này thì có nhu cầu đô đai luôn. Thì nếu anh em mua máy bên Thiện muốn đô đai á thì anh em cọc trước Thiện 500.000 ha, để chắc chắn là anh em lấy cái máy đó thì Thiện sẽ đô đai cho anh em. Không tính tiền đô đai thêm nha anh em, chỉ cần cọc tiền và tiền máy thôi. Và Thiện đô đai xong rồi Thiện gửi cho anh em, trừ tiền cọc 500.000 ra là xong. Còn hai anh khách này thì anh tin tưởng, anh chuyển đủ luôn anh em, anh mua một vài đồ nữa nên đủ chuyển đủ Thiện một phát 13 triệu luôn. Có nhiều anh em kêu anh em cọc 200.000 anh em sợ Thiện lừa anh em. Những khách này nè, nói chuyện rất là nhanh chóng, cọc một chuyển tiền một phát 13 triệu cái rẹt luôn, không sợ gì hết anh em. Nên anh em yên tâm nha, mua hàng của bên Thiền Văn rồi thì cứ yên tâm 100%, hàng gì nó ra hàng đó, giá cả nó có chừng có mực. Và đặc biệt là những cái tiền cọc anh em 200.000, 500.000 không tới đâu anh em đừng sợ bị lừa ha. Chắc chắn là có nhiều người họ lừa anh em rồi anh em mới sợ đúng không, nhưng mà anh em mua hàng của Thiện ha thì yên tâm 100%, chưa lừa ai 1.000 nào hết nên anh em yên tâm nha. Rồi thì về hai con máy này thì hai anh khách này ảnh không dùng nước Echo này ha. Một anh thì ảnh kêu là hồi giờ anh dùng trang nhất khu thôi nên thì đổi cho anh trang nhất khu. Một anh thì ảnh toàn dùng nhất American thôi nên thì đổi nhất American nha. Chứ còn anh em mua máy thì Thiện tặng nhất Echo nha anh em. Còn nhất khu thì hiện tại không có hàng đâu anh em, nhưng mà Thiện chỉ còn vài chai để anh em là mua máy muốn sang nhất khu thì Thiện tặng kèm thôi, chứ hiện tại nhất khu đang đứt hàng nha. Rồi và hai này đô đa thì anh cũng có yêu cầu là cái máy của anh Thành á, anh dùng nhất khu á thì phải đô đa nhất khu trả luôn. Còn anh Phát á, anh Phương thì anh dùng V và chữ T này. Anh Phương này á thì anh dùng nên anh yêu cầu là đô đa nhất khu luôn ha. Thì nói chung là tùy yêu cầu của anh em thích như thế nào thì Thiện sẽ làm như thế đó thôi ha. Và lọc gió rin của máy là lọc gió mút anh em, đây thì mới thay ra đây, lọc gió rin của nó là lọc gió mút nha. Còn anh khách này thì anh kêu hai này thì anh nói địa phương ảnh thì bụi rất là nhiều nên ảnh đổi qua lọc gió nỉ ha, thì Thiện thì cũng cân đối và Thiện đổi cho anh em luôn ha. Đó rồi xong, giờ thì Thiện test nổ thử để anh em mình tham khảo nha. Và hiện tại tới Tejinin 3 thì Thiện nói rất nhiều video gần đây rồi, đây đứt hàng ha, và rất nhiều nơi không có hàng anh em ha, nên anh em cân đối ha, lựa chọn cửa hàng địa điểm uy tín để mua hàng nha. Không nhất thiết là phải mua hàng bên Thiện nhưng mà cứ uy tín là anh em mua hàng là được ha, để tránh hàng giả hàng giá nha anh em. Còn anh em nào tin tưởng và muốn ủng hộ thì mua Thiện thì Thiện là càng vui đúng không? Rồi bơm xăng, đóng e, giật nổ nha, công tắc trước nha anh em. Guarantee rin của máy nó sẽ hơi cao và Thiện sẽ để im guarantee như thế này để rô ra luôn. Rô ra xong thì Thiện sẽ giảm về sau. Anh em ở nhà cũng nên như vậy để rô ra cho nó nhanh nha. Đó, con này là của anh Thành ha, nhất khu nha, Thiện đang đổ nhất khu. Còn con này là của anh Phương này, Thiện đang để nhốt American. Công tắc. Đó, anh em thấy không? Guarantee rin là nó luôn luôn cao như vậy đó. Mình để rô đai luôn rồi, mình rô đai xong mình chỉnh về sau cũng được nha. Còn tôi với anh em thôi, anh em thích chỉnh thì anh em chỉnh luôn, nhưng mà nó sẽ rô đai lâu hơn một tí. Đó, vậy là ok nha. Cúp hai con luôn. Đó, Thiện lắp cần, lắp cái tay lên bên phải để treo đầu nó lên, tí nữa đô la này ra anh em. Còn mấy món cái tay trái thì không cần lắp ha. Rồi đơn giản như vậy thôi, một máy là 6.350.000 đồng. Anh đi đường miễn phí vận chuyển, tặng một chai nhớt Echo, một ổ cước cải tiến, một lọc gió nỉ và bốn lọc gió mút nha. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện, hoặc là số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em tư vấn kỹ hơn về những mẫu máy này. Để anh em biết thêm thông tin nhé, anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và sẽ thông báo để mỗi lần Thiện ra video mới thì được biết và xem đăng ký nhận sản phẩm thì anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé.